Xin chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Đêm ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, trận lũ quét kinh hoàng từ thượng nguồn sông Hoàng Hà đổ về vùi lấp một căn cứ quân sự tỉnh An Huy, san phẳng một sân bay, một bến cảng ở thành phố Thượng Hải. Ngoài ra đêm hôm qua, sóng thần, sấm sét còn xuất hiện đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Trung Quốc, khiến cho rất nhiều tỉnh và thành phố lớn của nước này bị chìm trong bóng tối, làm cho tình trạng của Trung Quốc ngày thê thảm hơn bao giờ hết. Và theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ tòa báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết thiên tai vẫn liên tục ầm ầm trút xuống đại lục, khiến cho cuộc sống của hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc bị gián đoạn, chuỗi cung ứng dịch vụ bị đình trệ, nhiều thị trấn, thị tứ mà lũ quét, bão tố đi qua bây giờ trở nên hoàn toàn và sơ sát. Nhiều quý khán giả cho rằng phải chăng ông Tập Cận Bình thường xuyên đem quân đội của Bắc Kinh tập trận ở Biển Đông, thì đến lượt thiên nhiên đem mưa bão, lũ lụt tập trận tại Trung Quốc. Không những thế, siêu bão số 4 xuất hiện lại tiếp tục bồi thêm mưa lớn ở vùng lũ lụt Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vào ngày hôm qua đã nâng mức cảnh báo lên màu vàng, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đây là cơn bão thứ tư trong năm của Trung Quốc. Nó đã mạnh lên thành siêu bão nhiệt đới siêu mạnh vào sáng nay với sức gió tối đa 228 km/h tại tâm bão. Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo bão số 4 sẽ đi theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10 km/h khi nó mạnh lên và sẽ di chuyển gần bán đảo Sơn Đông, phía đông Trung Quốc vào cuối tuần này. Bão số 4 được dự báo sẽ tấn công một số khu vực ven biển của các tỉnh và khu vực, bao gồm Đài Loan, Chiết Giang. Trung tâm Khí tượng Quốc gia khuyến cáo người dân và các phương tiện tàu thuyền ở khu vực bị thiên tai vào nơi tránh trú. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, Trung Quốc đang hứng chịu nỗi đau hơn bao giờ hết, khi mới có tháng 8 mà nước này đã và đang phải hứng chịu 4 cơn bão. Chắc chắn điều đó sẽ còn tiếp diễn vì mưa bão năm nay tại nước này mới chỉ thực sự bắt đầu vào đầu tháng 8 tới tháng 10. Phải chăng ông trời đang muốn nghiêm trị Trung Quốc sau bao nhiêu tội ác mà nước này đã gây ra cho thế giới, đặc biệt là đất nước của Việt Nam chúng ta? Kính thưa quý vị, theo như Cục Thống kê Quốc gia, nhà nước Trung Quốc cho biết, thiệt hại là vô cùng to lớn hơn cả một cuộc chiến tranh gây ra. Cơ quan này cho biết, tính đến nay, sau gần 2 tháng mưa to, lũ quét, bão tố đã làm cho ít nhất 17.000 ngôi nhà bị vùi lấp, 80.000 căn nhà bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, hàng ngàn ô tô bị lũ cuốn trôi, 16 triệu người dân Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất, hơn 2 triệu người bị mất nhà cửa, nhiều khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc bị chìm trong biển nước lũ, 135.000 hecta hoa màu bị mất trắng, 24 con đê thuộc cánh sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mê Công bị vỡ, 3 con đập lớn nhỏ bị đánh sập, lưới điện quốc gia của Trung Quốc 4 lần bị gián đoạn, 4 sân bay, nhà ga, bến cảng bị phong tỏa, 533 con sông lớn bé đã vượt đỉnh lũ tới 3 mét, có nơi lên tới 4 mét, cảnh báo đảo liên tục được phát đi để người dân được biết và tổng thiệt hại lên tới 190 tỷ nhân dân tệ, một con số được cho là quá đau thương cho phía Trung Quốc. Trong lịch sử, chưa một năm nào Trung Quốc lại gánh chịu nhiều tai ương và gió đến sớm như năm nay, và người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình, vì những đường lối sai trái của ông ta đã gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc sáng ngày hôm nay tiếp tục đón nhận thêm một tin được cho là đen tối và tồi tệ khi vào 6 giờ sáng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, nhiều tỉnh thành phía Tây, phía Nam, phía Bắc của Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán, Kế Sương, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và nhiều khu vực khác sẽ tiếp tục đón nhận những cơn mưa to đến rất to từ nay cho đến hết tháng 10. Ngoài ra, Trung Quốc còn đón nhận 13 cơn bão lửa, bởi vì hiện nay hiện tượng El Nino, biến đổi khí hậu đang xảy ra mạnh tại Trung Quốc đại lục vì môi trường sống bị ô nhiễm và nhà máy công nghiệp nhan nhản xả khói khắp nơi. Chưa hết, một điều tồi tệ nhất mà Trung Quốc đang phải đón nhận đó là con đập Tam Hiệp. Con đập được cho là mối quan tâm lớn nhất, nhiều nhất trong thời gian vừa qua, khả năng cao nó sẽ bị vỡ, vì hiện tại sức chứa tại hồ chứa con đập Tam Hiệp đã vượt quá mức chịu đựng tới 2 tỷ mét khối nước. Đứng trước tình hình nguy hiểm, cấp bách trên chính quyền ông Tập Cận Bình đang đứng ngồi không yên. Các cơ quan, ban ngành của Trung Quốc từ trung ương đến địa phương hết sức chống đỡ mưa bão. Tuy nhiên, họ đã bị lực bất tòng tâm, bởi khi một thiên nhiên trời và đất ra tay trừng trị Trung Quốc thì Bắc Kinh chỉ có con đường chết, chứ không bao giờ có chuyện sống sót. Và chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc cuối cùng có bị vỡ hay là không, thì điều này hồi sau chúng ta sẽ được rõ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc hôm qua cho biết, Tứ Xuyên là một trong những thành phố lớn của Bắc Kinh và hôm nay thành phố này đã bị tả tơi vì mưa lũ, nước cuồn cuộn đổ về đập Tam Hiệp. Đứng trước tình hình bão tố mịt trời, tờ báo của Trung Quốc cho biết những cơn mưa xối xả đang vùi dập tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc, gây lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có và lượng nước khổng lồ cuồn cuộn đổ về phía đập Tam Hiệp.
khiến cho 11 cửa xả của con đập này sẽ hết công suất 24/24 giờ không kể ngày đêm. Theo tờ báo Trung Quốc cho biết, mưa lũ tấn công dữ dội nhất ở Trùng Khánh và phần lớn ở tỉnh Tứ Xuyên do nằm ở thượng lưu sông Dương Tử. Vào chiều ngày hôm qua, Ủy ban Thủy lợi Sương Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo, đai hồng thủy số 3 đã hình thành ở thượng nguồn và sẽ đổ về con đập Tam Hiệp với lưu lượng dòng chảy lên tới 75.000 mét khối trên giây, mức kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc chưa bao giờ từng chứng kiến. Trước đó, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã điều động 2 sư đoàn công binh quân đội để cứu trợ, cứu nạn những người dân bị mắc kẹt bởi mưa lũ trong suốt những ngày vừa qua mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo tờ báo Tân Hoa Xã cho biết, mưa to đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 5 triệu người ở thành phố Tứ Xuyên, gây thiệt hại nặng nề với nông nghiệp, vận tải, cơ sở hạ tầng. Hàng chục đoạn đường cao tốc bị gián đoạn và bị tê liệt bởi những trận mưa lũ làm cho đất nứt nẻ và đồi núi bị đánh sập. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 tỷ nhân dân tệ. Hôm qua, tờ báo Tân Hoa Xã còn cho biết, lở đất kinh hoàng đã cắt ngang xa lộ của Trung Quốc. Tờ báo nêu chi tiết như sau. Sau nhiều ngày mưa tầm tã, tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc của Trung Quốc vừa hứng chịu một trận lở đất kinh hoàng, làm tê liệt một xa lộ trên địa bàn. Hiện nay, Sở Đường sắt thành phố Bắc Kinh đang giám sát chặt chẽ tình trạng các tuyến đường sắt, cắt cử nhân viên bảo trì trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, nó vẫn bị đình trệ và ra thông báo phong tỏa bởi không thể chịu được những trận mưa to đến rất to, càn quét trong những ngày vừa qua và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Các nhà chức trách của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục dội xuống nhiều khu vực thuộc tỉnh Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc của nước này trong vòng 4 ngày tới, gây ra nguy cơ lũ lụt cao độ và gia tăng áp lực lên con đập lớn nhất Trung Quốc, nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập đã phát động cho con đập Tam Hiệp mở thêm 4 cửa xả nữa. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, con đập lớn nhất của thế giới đã mở tới 15 cửa xả và hoạt động 24/24 giờ để xả lũ. Mưa lũ liên tục càn quét và nếu như không còn đập xả lũ thì nhiều khả năng Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm như là Biển Đông. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố phải chuẩn bị phương án nguy cơ xảy ra lũ lụt ở cấp cao nhất, đặc biệt dọc thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Mekong, sông Hoài. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc khuyến cáo các tỉnh cho tới Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục phát đi cảnh báo lũ lụt ở cấp độ cao nhất. Trước đó, thì Cơ quan Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lớn đã buộc chính quyền ông Tập Cận Bình phải nâng mức độ cảnh báo thiên tai từ màu vàng lên màu cam, tức là mức độ cảnh báo rất cao. Theo hãng tin Phương Đông thì tình hình mưa lớn tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt từ nay đến cuối tháng 10. Thậm chí sang đầu tháng 11, Trung Quốc còn hứng chịu những trận mưa to đến rất to và nhiều khả năng sạt lở, lũ quét, vòi rồng, sóng thần, động đất sẽ còn xuất hiện nhiều nơi đối với phía Trung Quốc. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã sơ tán khẩn cấp khoảng 40 triệu người dân của Trung Quốc ở vùng ngập lụt lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Người ta cho biết một số người không chịu được đỉnh núi cao đã trốn sang nước ngoài, thậm chí vượt biên trái phép sang cả Việt Nam, bất chấp dịch bệnh COVID đang lây lan một cách hết sức mãnh liệt. Tờ báo Phương Đông cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý Giao thông Đô thị của Bắc Kinh đã kích hoạt kế hoạch phản ứng khẩn cấp, cử nhân viên đến nạo vét một số hố thoát nước ở tất cả các tỉnh vào thành phố. Mưa lớn còn tấn công nhiều thành phố khác như Hà Bắc, Giang Đông, làm cho các tỉnh thành này ngập chìm trong biển nước. Tại Bắc Kinh, các nhà chức trách khuyên người dân nên ở trong nhà và tránh trú ở nơi cao, bởi vì quảng trường Thiên An Môn hiện tại đang bị ngập tới 2 mét, nhiều căn nhà cũng đã bị ngập tới nóc và khuyến cáo người dân phải hết sức cẩn trọng. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang có những diễn biến phức tạp. Các chuyên gia cho rằng trong một vài ngày tới, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa nữa bởi vì đỉnh lũ của năm nay vẫn chưa đến. Khả năng nhiều tuyến đê bao của Trung Quốc tiếp tục sẽ bị vỡ. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ vào đêm hôm qua. Do một số tờ báo quốc tế nói con đập này bị vỡ đã khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Và hôm qua nó đã làm cho làn sóng dân số của Trung Quốc phải hoang mang. Kính thưa quý vị, liên quan tới thông tin con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ, chúng tôi đã search tất cả các từ khóa trên mạng và đã ra khoảng tầm 10 triệu kết quả tìm kiếm. Rất nhiều tờ báo nói rằng con đập đã vỡ, con đập vỡ vào đêm ngày hôm qua và con đập có khả năng vỡ rất cao.
thu thập tất cả các bằng chứng và chứng cứ, chúng tôi kết luận rằng con đập của phía Trung Quốc hiện vẫn chưa vỡ, mặc dù mưa to, gió lớn trong suốt hơn 3 tháng vừa qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, tuy nhiên nó vẫn sừng sững đứng yên. Các chuyên gia thủy lợi quốc tế cho rằng khả năng cao con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ không bị vỡ. Các chuyên gia thủy lợi của nhà nước Trung Quốc nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị 3 quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945, nó cũng không bị vỡ. Chính vì vậy, những trận mưa to gió lớn vừa qua vẫn không hề ảnh hưởng đến con đập này. Ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc, đặt câu hỏi rằng vậy con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bền vĩnh cửu hay là sao? Thì xin thưa với quý vị rằng trên thế giới này không có một vật gì mà lại bền vĩnh cửu được, kể cả kim cương thì cũng có lúc bị xước, bị bong chóc. Những vật được cho là trường tồn với thời gian thì có lúc nào đó nó sẽ lại bị tan hoang trong một khoảnh khắc nhất định. Chính vì vậy, con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Nó chỉ xảy ra sớm hay là muộn mà thôi. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho rất nhiều các tiểu đoàn, tiểu đội canh giữ 24/24 giờ, bởi vì rất nhiều nước xung đột với phía Trung Quốc định bắn vỡ con đập này. Nhiều chuyên gia thủy lợi cũng như là chuyên gia quân sự trên toàn thế giới nói rằng nếu như Trung Quốc đánh nhau với cả các nước khác thì các nước không cần đánh đâu xa, chỉ cần phóng tên lửa hoặc dội bom cho vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là Trung Quốc đã bị san phẳng rồi. Chính vì vậy mà con đập liên tục được tập đoàn Tam Hiệp bảo vệ 24/24 giờ trong suốt những tháng năm vừa qua. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp là một công trình vĩ đại nổi tiếng và là một công trình được cho là kỳ quan của thế giới. Nó đang sở hữu rất nhiều các kỷ lục mà tất cả con đập trên thế giới đều không sánh vai được. Đây chính là lý do vì sao nó được cho là con đập lớn nhất hành tinh này. Tuy nhiên, nó lại là một tử huyệt chết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, rất nhiều công sức cũng như là mai phục rất nhiều quân lính bảo vệ 24/24 giờ xung quanh 50 km. Với bán kính đó, Trung Quốc nói rằng sẽ không có một thế lực nào có thể bắn vỡ được con đập Tam Hiệp. Chính vì vậy mà người dân sống xung quanh con đập hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, theo người dân của Trung Quốc cho biết thì họ vẫn tin vào lời dự ngôn của cậu bé tiên tri cũng như nhà tiên tri nổi tiếng Vanga trên toàn thế giới này khi nói rằng con đập sẽ bị vỡ trong năm 2022 hoặc năm 2023. Nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết, người ta cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình đối xử tốt với các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, thì con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ không bị vỡ. Còn nếu như đối xử xấu hay đem quân đội của Bắc Kinh xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực, thì con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ lên tới 99,9%. Và liên quan tới con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin chính xác nhất và mới nhất. Còn bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị về tình hình lũ lụt mới nhất ở Trung Quốc mà chúng tôi mới cập nhật được. Thưa quý vị, siêu bão Infa mới tàn phá Trung Quốc và nó đã khiến cho hệ thống chống ngập của Trung Quốc bộc lộ ra những yếu điểm chết người. Lời cảnh tỉnh sau khi thành phố thông minh của Trung Quốc mất điện vì lũ. Trung Quốc đã phát triển các trung tâm đô thị thành thành phố thông minh, nhưng trận mưa lớn chưa từng thấy quét qua đây đẩy hàng triệu người vào thời đại đen tối của quỹ thuật số. Tuần trước, nhiều khu vực ở miền Trung Trung Quốc chìm trong nước lũ sau khi hứng chịu trận mưa lớn mà cơ quan thời tiết miêu tả là nghìn năm có một, hơn 69 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác đã phải sơ tán vì thời tiết cực đoan. Khi mưa lũ rút đi, hàng triệu người ở Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhận ra rằng họ lại phải đối mặt với thách thức mới. Trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã biến các trung tâm đô thị của mình thành thành phố thông minh. Công nghệ được ứng dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống, từ mua hàng, đi taxi, đặt lịch hẹn bệnh viện, đi lại trên tàu điện ngầm và thanh toán các tiện ích. Vì vậy, khi trận mưa lịch sử quét qua khiến Trịnh Châu gây mất điện và Internet trên diện rộng, công chúng bỗng thấy mình bị rơi vào thời đại đen tối kỹ thuật số, sao China Morning Post đưa tin. Đối với một số người, đó là một sự bất tiện, nhưng đối với những người khác, điều này trở thành vấn đề sinh tử, cuộc chiến sinh tử. Một bác sĩ họ Wang làm việc tại Bệnh viện Liên kết 1 của Đại học Trịnh Châu cho biết khi thành phố mất điện, thiết bị hồi sức chăm sóc tích cực ICU cũng ngừng hoạt động. Bệnh viện đã phải nhanh chóng sử dụng nguồn điện dự phòng để cứu những bệnh nhân nặng nhất. Hơn 10.000 bệnh nhân khác đã được di dời đến bệnh viện huyện, nơi có nguồn điện an toàn hơn. Mất điện đồng nghĩa thang máy trong tòa nhà cũng ngừng hoạt động. Vì vậy, Wang đã cùng tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ khiêng bệnh nhân đang nằm trên giường ICU từ tầng 20 xuống các xe cấp cứu. Những bệnh nhân đó không thể ra khỏi giường. Chúng tôi đã phải khiêng vác theo mọi thứ.
Wang cho biết điện thoại biến thành cục gạch phát sáng. Ở bên kia thành phố, một phụ nữ tên King Wen hoang mang khi bị cắt điện và internet, điện thoại mất sóng nên cô không thể gọi hay nhắn tin cho bạn bè và gia đình để thông báo với họ rằng mình đã an toàn. King Wen đã đi lang thang trên khắp đường phố chỉ để tìm kiếm nơi có sóng. Thế nhưng trước khi có thể tìm thấy, điện thoại cô đã chết. Dần dần, King Wen phát hiện ra sự bất tiện len lỏi trong mọi ngóc ngách cuộc sống. Vào buổi sáng, sau khi cơn mưa giảm dần và nước bắt đầu rút, King Wen đi làm trở lại. Khi đến văn phòng, cô được biết công ty đã đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt, nhưng vì không có internet, cô không bao giờ nhận được tin nhắn thông báo. Khi đến siêu thị, cô không thể mua hàng vì hệ thống thanh toán bằng điện thoại đã ngừng hoạt động. Thông thường, người dân Trung Quốc hiếm khi đem theo tiền mặt mà phụ thuộc nhiều hơn vào thẻ tín dụng và các ứng dụng thanh toán. Không có internet, điện thoại của tôi đã biến thành một cục gạch phát sáng, cô nói. Trên khắp thành phố, hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng tạp hóa để lại số điện thoại và hứa rằng họ sẽ quay lại để giải quyết nợ. Nhiều phương tiện giao thông cũng ngừng hoạt động. Tencent News cho biết các ứng dụng gọi xe đã tạm dừng các dịch vụ ở Trịnh Châu do lo ngại về an toàn. Một số ít taxi vẫn chạy trên đường phố yêu cầu mọi người trả tiền bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, một số tài xế cho hay điện ở nhiều nơi bị cắt cũng là lý do khiến họ không thể tiếp tục sinh kế. Theo báo cáo, tại Trịnh Châu, hơn 80% số taxi đã được chuyển sang sử dụng động cơ điện trước đó. Khi xe hết điện, tôi thậm chí không biết mình có thể sạc lại ở đâu, một tài xế cho biết. Lời cảnh tỉnh. Sao Kelu, giám đốc một công ty kế toán ở Trịnh Châu cho biết sau khi mua thức ăn và nước uống bằng thẻ tín dụng, anh leo lên 19 tầng và bàng hoàng phát hiện căn hộ của mình bị cắt điện, nước. Trong vài ngày tiếp theo, anh trở thành kẻ lang thang trong thành phố, đi khắp mọi nơi để tìm kiếm điện hoặc internet. Đôi khi Zhao đến một quán trà mà bạn anh làm chủ và đôi khi anh ở sảnh khách sạn với internet, nước và nguồn điện chập chờn. Tôi lái xe đi lòng vòng chỉ để kiểm tra xem có chỗ nào tôi có thể nạp điện thoại hay khách sạn nào chưa kín người hay không, anh nói. Sau trận lũ lịch sử, giới chức Trung Quốc đã nhanh chóng điều động lực lượng làm việc ngày đêm để khôi phục lại nguồn điện và internet. Chính phủ nước này cho biết vào cuối tuần, khoảng 90% các khu vực Trịnh Châu đã có điện và mạng trở lại. Tuy nhiên, sau sự cố này, người dân bắt đầu nhận ra đây là lời cảnh tỉnh để chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai. Cuộc khủng hoảng tại Trung Quốc đã chứng minh rằng mọi hệ thống, ngay cả khi sử dụng công nghệ mới và tối tân nhất, đều có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở Trịnh Châu, tôi đã thêm pin sạc dự phòng vào danh sách đồ cần để sinh tồn của mình, một người viết trên Weibo. Nhiều món đồ khác cũng được đưa vào danh sách 20 nhu yếu phẩm sinh tồn khác, bao gồm thực phẩm đóng gói, bộ sơ cứu, bộ đàm, tiền mặt và thậm chí cả vàng. Tin khẩn cấp, Nga và Triều Tiên liên minh bắn vỡ 4 cửa xả 6, 7, 8, 9 của con đập Tam Hiệp, Trung Quốc, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình khóc sưng hết hai mắt. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc sáng ngày hôm nay xác nhận rằng vào đêm ngày hôm qua, quân đội của Nga và quân đội của Triều Tiên đã nã 19 quả tên lửa có sức công phá lớn, phá vỡ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp. Đập vỡ, sông Dương Tử thất thủ khiến cho tỉnh Vũ Hán của Trung Quốc chìm trong nước lũ. Toàn bộ 13 thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Đông, Quảng Châu khả năng cao sẽ bị nhấn chìm ra ngoài biển Đông trong hôm nay, khiến cho các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Thưa quý vị, theo tờ báo Moscow cho biết, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin đang rất tức giận Trung Quốc vì cách đây 3 ngày, hải quân của Bắc Kinh đã cho 31 tàu thuyền của các loại mang rất nhiều vòi rồng và vũ khí hạng nặng dám xông vào khu vực giàn khoan của tập đoàn Rosneft Nga ở Biển Đông để uy hiếp hòng đánh sập. Đây chính là nguyên nhân chính mà sáng ngày hôm nay quân đội của Nga dưới sự chỉ đạo tài ba của Tổng thống Nga ông Putin đã phóng tên lửa từ trung tâm chỉ huy hạm đội Biển Đen bắn trúng con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc, làm hư hỏng nặng 4 cửa xả số 6, 7, 8, 9, khiến cho thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hoàn toàn thất thủ, Bắc Kinh thì đang báo động khẩn cấp. Thưa quý vị, theo hãng tin BBC News, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết 4 cửa xả của đập Tam Hiệp phía Trung Quốc vỡ không chỉ là do tên lửa của Nga, mà trong đó có sự tấn công từ quân đội của Triều Tiên nữa. Bởi theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un sáng ngày hôm nay đã có mặt trực tiếp một căn cứ quân sự của Bình Nhưỡng để phát động một cuộc tấn công.
ông đã chỉ huy cho quân đội của Triều Tiên nã 11 quả tên lửa bắn trúng quân đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Hãng tin BBC News cho biết 11 quả tên lửa của chính quyền ông Kim Jong-un đã nã thẳng vào con đập lớn nhất thế giới mang tên Tam Hiệp. Ngoài ra, chính quyền ông Kim Jong-un còn định nã tiếp một loạt những quả tên lửa vào quảng trường Thiên An Môn để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Lý do được đưa ra là chính quyền Tổng thống Nga ông Putin cùng nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un muốn liên minh đồng loạt xuất kích để tấn công Trung Quốc, đánh phủ đầu Bắc Kinh, trừng trị thói ngang ngược ngông cuồng của chính quyền ông Tập khi liên tục đem quân lính và xe tăng đi khiêu chiến gây hấn với lãnh thổ của Nga và Triều Tiên trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ thủ đô Bắc Kinh cho biết, hiện Trung Quốc đang tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi mực nước của con sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán đang nâng lên mức độ cảnh báo cao nhất. Con sông Dương Tử của Trung Quốc là một trong những con sông lớn thứ ba trên thế giới, đang có mực nước tăng lên rất mạnh. Nó tăng theo từng giây, từng phút và từng giờ. Nhiều khả năng cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở, khiến cho vùng hạ lưu và thượng nguồn con sông Dương Tử của phía Trung Quốc rơi vào tình trạng báo động nguy hiểm và đứng trước những tình huống nguy hiểm và cấp bách kể trên. Chính phủ của Trung Quốc đã huy động tối đa lực lượng quân đội, phòng không, không quân trực chiến 24/24 giờ để sẵn sàng đối phó với tình huống nguy hiểm. Đã có hàng ngàn người dân của Trung Quốc phải sơ tán, ít nhất 100.000 người của Trung Quốc đã phải di tản gấp sang các nước bên cạnh của Trung Quốc như Lào, nơi có đường biên giới dài nhất với cả Trung Quốc. Được biết, con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là một trong những con đập lớn nhất trên thế giới nếu như nó bị vỡ. Nó sẽ xóa sổ toàn bộ Bắc Kinh ra khỏi bản đồ trên thế giới. Chính vì lẽ đó mà người ta gọi nó là con đập, là một trong những tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Trong thời gian vừa qua, chắc hẳn quý vị và các bạn đã lắng nghe rất nhiều thông tin về con đập Tam Hiệp như nó sắp vỡ, nó bị Nga bắn, nó bị Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức dội bom cho nổ tung con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nhưng theo tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc sáng nay xác nhận con đập vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, 4 cửa xả số 6, 7, 8, 9 thì bị hư hỏng nặng bởi vì sáng ngày hôm nay, mực nước tăng lên rất nhanh, tờ báo Trung Quốc cho biết. Cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình thừa hiểu rằng con đập Tam Hiệp là một trong những dự án trọng điểm của Bắc Kinh. Nó cũng là một nguồn cung cấp điện năng cho toàn bộ thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Châu, Thượng Hải và rất nhiều vùng lân cận ở sông Dương Tử. Tuy nhiên, nó là tử huyệt. Vì thế mà phía Bắc Kinh liên tục cho 50 tiểu đoàn và tiểu đội canh gác 24/24 giờ. Nếu quý vị quan sát hoặc có thời gian để sang thăm con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc thì sẽ thấy các lực lượng quân đội của Bắc Kinh trải dài khắp mọi vùng con sông Dương Tử. Được biết, rất nhiều các nước và thế lực thù địch trên thế giới muốn đánh Trung Quốc, nhưng họ lại không cần đánh vào trung tâm đầu não ở thủ đô Thiên An Môn hay thủ đô Bắc Kinh, mà họ chỉ cần phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp thì 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, nhưng làm như thế thì sẽ ảnh hưởng nặng nề tới những người dân vô tội. Đây chính là nguyên nhân vì sao rạng sáng ngày hôm nay, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin liên minh với cả lãnh đạo ông Kim Jong-un của Triều Tiên cho nã 18 quả tên lửa phá vỡ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp nhằm dằn mặt chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post cho biết, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã liên lạc với Đại sứ quán của Bắc Kinh ở những nước lân cận láng giềng như Myanmar, Pakistan, Mông Cổ, Nhật Bản và một số như các nước đều từ chối không tiếp nhận người dân của Trung Quốc bởi vì các nước cho rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang là một ẩn số và vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, cho nên họ không tiếp nhận những người dân của Trung Quốc tràn sang để lánh nạn. Nhiều ý kiến cho rằng các nước trên không tiếp nhận người dân của Trung Quốc khi con đập Tam Hiệp sắp bị vỡ là bởi vì chính phủ của ông Tập Cận Bình thường xuyên dùng vũ lực đem quân đội đi đe dọa để an ninh chủ quyền của các nước láng giềng. Cho nên khi gặp hoạn nạn, họ nhất định không bắt tay với Trung Quốc. Hiện chỉ có Lào là mở cửa biên giới cho người dân của Bắc Kinh sang lánh nạn bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ủ âm mưu thôn tính Lào và Campuchia trong năm nay để dễ bề cai trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, trong suốt thời gian dài vừa qua, từ khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi có con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới đang án ngữ tại đây, chính quyền ông Tập Cận Bình đã liên tục đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông. Chính vì vậy mà các nước cũng như cộng đồng trên toàn thế giới kịch liệt lên án Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả. Hôm qua, một nguồn tin cho rằng Ấn Độ cũng đang rất tức giận với cả Trung Quốc. Hiện chính quyền Tổng thống Ấn Độ, ông Modi, đang lên kế hoạch dội bom thủ đô Bắc Kinh, đánh trúng vào cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đang điều rất nhiều binh lính cùng xe tăng, máy bay và tàu chiến áp sát biên giới của Ấn Độ để xâm chiếm lãnh thổ, Ấn Độ thì đang ra sức bảo vệ vùng biên của mình. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Modi đã gọi điện đích thân cho Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, để nhờ quân đội Hải quân Không quân Hoa Kỳ giúp đỡ. Thưa quý vị, theo hãng CNN của Mỹ cho biết, tình hình nội bộ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang căng như dây đàn, khi hôm qua cả Bắc Kinh và New Delhi đều đưa thêm 10,000 quân tới khu vực tranh chấp. Tờ báo của Mỹ cho biết cả Ấn Độ và Trung Quốc đều điều thêm quân tới khu vực biên giới đang xảy ra tranh chấp dữ dội sau những vòng đàm phán không thành công giữa hai nước này. Theo phía Trung Quốc thì Ấn Độ điều rất nhiều quân cùng xe tăng tới khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Còn Bắc Kinh cũng đã điều thêm gần 10,000 quân để tới khu vực này nhằm khống chế quân đội của Ấn Độ. Còn theo hãng BBC News dẫn lời một quan chức trong chính phủ của Ấn Độ cho biết, Trung Quốc đã điều thêm rất nhiều binh sĩ cùng xe bọc thép và tên lửa dẫn đường đến khu vực biên giới tranh chấp ở bang Ladakh gần khu vực Ấn Độ để gây hấn. Ngược lại, quân đội của Ấn Độ cũng đã gửi rất nhiều binh sĩ cùng rất nhiều pháo cao xạ, pháo binh nhằm đảm bảo an ninh khu vực cho biên giới. Được biết, căng thẳng biên giới giữa Trung Ấn bắt đầu từ hồi tháng 1 sau một vụ ẩu đả giữa binh sĩ hai nước. Các nhà ngoại giao của New Delhi và Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc đàm phán trong 2 ngày, nhưng cả hai đều không mang lại kết quả tốt đẹp nào. Theo tờ báo New Delhi cho biết, thời gian gần đây, phía Trung Quốc liên tục thực hiện các vụ xâm phạm lãnh thổ của Ấn Độ, trong khi Bắc Kinh phủ nhận điều này. Phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Ngụy Phụng Hòa, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã phát biểu rằng Bắc Kinh cam kết bảo vệ hòa bình ổn định trong khu vực, nhất là khu vực biên giới giữa Trung Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc, Nga. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết lời phát biểu của ông Ngụy Phụng Hòa hoặc là ông Cảnh Sảng toàn đi ngược lại với cả những tuyên bố trước đó, bởi vì Trung Quốc nói một đằng là một nẻo. Trung Quốc nói rằng cam kết bảo vệ hòa bình ổn định. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại đem rất nhiều quân đội, binh lính, xe tăng, vũ khí, đạn dược, tên lửa đến vùng biên giới để dùng vũ lực xâm phạm nghiêm trọng vào vùng lãnh thổ và các nước kể trên. Đấy chính là nguyên nhân mở thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ giữa Trung Quốc, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc, Ấn Độ. Thưa quý vị, theo tờ báo New Delhi, tờ báo nổi tiếng của Ấn Độ cho biết đích thân Thủ tướng Ấn Độ, ông Modi, đã có cuộc thảo luận quan trọng với Cố vấn An ninh Quốc gia, ông Doval và Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng của Ấn Độ nhằm đưa ra những lựa chọn phương án tối ưu nhất để Ấn Độ đối phó với cả Trung Quốc ở vùng biên. Kết quả cuộc họp, Ấn Độ sẽ sử dụng phương pháp ngoại giao nhằm giải quyết các căng thẳng ở biên giới giữa Trung Ấn. Tuy nhiên, Ấn Độ đã đưa ra một tuyên bố sắt đá khi vẫn cho quân đội trực chiến 24/24 giờ để chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất nếu như Trung Quốc tỏ ra ngang ngược. Ấn Độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, Ấn Độ cũng sẽ nỗ lực hết mình nhằm duy trì an ninh ổn định trong khu vực, nhất là dọc biên giới giữa Trung và Ấn Độ. Đây là lời phát biểu của thành viên Cố vấn An ninh cao cấp của Ấn Độ cho hay, dưới thời Thủ tướng ông Modi, Ấn Độ cũng đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, theo giới chức của Ấn Độ, những công trình này không nhằm mục đích gây sự với phía Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu ở thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình phát biểu rằng Ấn Độ là mối nguy hiểm cho Bắc Kinh, cả ở trên bờ lẫn ở Biển Đông. Đấy là nguyên nhân vì sao mà trong thời gian vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã sang thủ đô New Delhi để bắt tay với ông Modi chống lại phía Trung Quốc. Thưa quý vị, căng thẳng biên giới với Ấn Độ đang gia tăng trong bối cảnh ở Trung Quốc đang có những mối quan hệ không tốt với nhiều quốc gia trong khu vực như Mỹ, Đài Loan, Úc, Nga, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu,
Anh, Pháp, Đức và Trung Quốc còn gây hấn với cả một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Đích thân Tổng thống Mỹ ông Joe Biden, người bạn thân của Tổng thống Ấn Độ ông Modi đã phát biểu tại Nhà Trắng. Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đáp ứng hòa giải tranh chấp trên biên giới giữa Trung Ấn. Tuy nhiên, Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc không nên gây hấn hay dùng vũ lực để lấn áp Ấn Độ. Nếu không, quân đội của Hoa Kỳ sẽ ra tay giúp sức Ấn Độ để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh. Siêu đập tam hiệp của Trung Quốc bị vỡ, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và cũng là con đập lớn nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Tuy đập Tam Hiệp mang lại nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng nếu con đập này vỡ thì Trung Quốc sẽ gánh chịu một hậu quả vô cùng kinh khủng. Theo một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post đưa tin, đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng từ những năm 1994 và sau 15 năm, tức là vào năm 2009, con đập này mới chính thức hoàn thành. Được biết, đập Tam Hiệp xây chắn ngang một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc, đó là sông Dương Tử. Thưa quý vị, có rất nhiều người cũng như là rất nhiều các chuyên gia hỏi rằng nếu vỡ đập Tam Hiệp thì Trung Quốc sẽ ra sao? Để trả lời câu hỏi này, một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp là một trong những con đập lớn nhất của Trung Quốc và cũng là một trong những con đập lớn nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Con đập này giữ rất nhiều kỷ lục của thế giới. Thế nhưng, đập Tam Hiệp lại như con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm nếu như gặp phải sự cố. Trong đó, có sự cố lớn nhất đó chính là vỡ đập Tam Hiệp. Nếu như đập này bị vỡ thì nó sẽ nhấn chìm toàn bộ diện tích của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Theo các chuyên gia cho biết, con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục thế giới, đặc biệt là vài điểm như sau. Con đập được xây dựng bằng bê tông thép, có chiều dài 181m, hồ chứa rộng nhất trải dài 610km², hơn 102 triệu mét khối đất đã được chuyển đến để mở cho 27 triệu mét khối bê tông và 463 tấn thép, đủ để xây dựng 63 tòa thép Eiffel, công suất lắp đặt khoảng 18 GW. Cuối cùng là chi phí, theo công bố bỏ ra để xây dựng con đập lên tới 23 tỷ đô la Mỹ. Theo nhiều chuyên gia thì con số thực tế có thể lên trên 30 tỷ đô la Mỹ. Đập Tam Hiệp có vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước khoảng tầm 1.045 km² và con đập chứa lượng nước lên đến 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức làm trái đất quay chậm lại so với bình thường. Theo tính toán, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và chỉ mất khoảng tầm 5 đến 10 phút, toàn bộ vùng hạ lưu của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Toàn bộ dân cư hàng trăm triệu dân, kể cả các thành phố lớn của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra khỏi Biển Đông. 1/3 diện tích của Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất bao gồm Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải mà dân cư sinh sống sẽ bị chôn vùi trong nước lụt. Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với cả thế giới hàng ngàn năm nay sẽ bị tan biến trong nước lũ. Hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị chìm trong mực nước khoảng tầm 10 mét. Và nếu như đập Tam Hiệp bị vỡ thì hàng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ, xưởng đóng tàu thuyền, hãng sản xuất hàng chế biến xuất khẩu cùng với tàu bè thương mại, kỹ nghệ du lịch sẽ bị tàn phá, ngập trong nước và cuốn ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Nếu như đập Tam Hiệp bị vỡ thì sẽ mất nguồn cung cấp điện khổng lồ. Khi đó, Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học, công nghệ bị tàn phá, kinh tế bị suy sụp, đói kém, bệnh tật, bệnh dịch bị hoành hành, tràn lan. Vâng, thưa quý vị, các vị đã hiểu được đập Tam Hiệp quan trọng với cả người Trung Quốc như thế nào rồi. Và nếu xảy ra chiến tranh không cần đánh đâu ra, chỉ cần đánh cho vỡ đập Tam Hiệp thì cả Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể kể xiết. Thế nên, đập Tam Hiệp được coi như tử huyệt của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí bố trí hàng chục tiểu đoàn như bộ binh, phòng không, không quân, tên lửa xung quanh con đập này để bảo vệ ngày đêm 24/24 giờ. Theo các chuyên gia tính toán, trừ khi có một trận tấn công quy mô cực lớn nhằm vào con đập này hoặc một trận động đất chưa từng có xảy ra trong lịch sử thì con đập Tam Hiệp mới có thể bị vỡ. Thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là ai dám tấn công đập Tam Hiệp của Trung Quốc? Chuyên gia giả thiết bởi 17 bí mật bị che giấu như sau. Vài ngày trước, một bức ảnh từ Google Maps cho thấy đập thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc bị biến dạng nghiêm trọng đã gây ra một cú sốc trong cộng đồng mạng. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc dự đoán và đưa ra lời khuyến cáo rằng đập Tam Hiệp cần phải bị phá bỏ.
Thưa quý vị, đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất hành tinh và cũng là công trình gây nhiều tranh cãi nhất, được cho là có dấu hiệu biến dạng, trong khi quan chức của Trung Quốc khẳng định công trình vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Theo Fox News cho biết, thì các chuyên gia làm việc tại tập đoàn Tam Hiệp của Trung Quốc, công ty thuộc sở hữu nhà nước, khẳng định con đập có biến dạng khoảng vài mm do yếu tố nhiệt độ và mực nước thay đổi nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Cũng theo hãng Reuters, đập Tam Hiệp hiện là công trình đắt giá nhất thế giới và gây ra tranh cãi nhất với cả Trung Quốc. Trong quá trình xây dựng, con đập đã nhấn chìm rất nhiều ngôi làng, khiến hàng triệu người phải di chuyển đến nơi khác để sinh sống, làm thay đổi hệ sinh thái dọc theo bờ sông Trường Giang. Các nhà phê bình cũng đã chỉ trích dự án và cho rằng con đập làm tăng nguy cơ động đất và lở đất trong khu vực. Trước khi xây dựng, các nhà khoa học, địa lý, sinh học từ lâu đã cảnh báo việc xây dựng một công trình thủy điện khổng lồ ở khu vực đông dân như Tam Hiệp của Trung Quốc không chỉ đe dọa đến hệ sinh thái, môi trường sống của các loài động thực vật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa. Mưa ở Tam Hiệp trở nên ít hơn, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, bệnh dịch có nguy cơ tràn lan nhiều hơn. Đập Tam Hiệp từng được Trung Quốc tuyên bố là có khả năng chống chịu trước bom hạt nhân. Nếu vỡ đập, dòng nước chảy trên sông Trường Giang sẽ trở nên vượt mức kiểm soát và gây ra thảm họa trên diện rộng, trên toàn bộ diện tích của Trung Quốc và sẽ nhấn chìm Trung Quốc, xóa sổ Trung Quốc ra khỏi bản đồ của thế giới. Một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, toàn bộ vùng hạ du dưới đập Tam Hiệp đều sẽ chịu tai ương, mà khu vực bao gồm của nó vừa vặn chính là lưu vực sông Tân Hoài, bao gồm các thành phố lớn nhỏ ở Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Thượng Hải. Cư dân dọc theo tuyến này lên đến mấy trăm triệu người, có thể nói là tai họa có tính hủy diệt đối với dân tộc Trung Hoa. Đập thủy điện Tam Hiệp, ký sinh trùng trên thân con rồng khổng lồ Trường Giang. Theo phong thủy học, Trường Giang là long mạch của Trung Quốc, từ đầu nguồn cho đến cửa biển giống như từ đuôi đến đầu của một con rồng khổng lồ. Đập Tam Hiệp chính là một bức tường đá đè lên thân rồng, khiến phong thủy tốt lưu động tuần hoàn tự nhiên biến thành một đầm nước chết. Điều đó khiến cho vùng Trường Giang, vốn kinh tế phát triển sôi động này đã biến thành vùng tai họa, càng ngày càng xuất hiện nhiều thảm cảnh thiên tai dịch bệnh như ngày nay. Có người đã nói ví von rằng, nếu nói Trường Giang là một con rồng, thì đập thủy điện Tam Hiệp là một con ký sinh trùng sống nhờ hút dinh dưỡng trên thân rồng. Một dân mạng có viết rằng, khi xây dựng công trình đập thủy điện Tam Hiệp, tôi đang học cấp 3, thầy giáo có nói với chúng tôi rằng đập Tam Hiệp là một công trình vĩ đại có lợi ích cho mỗi người dân chúng ta bởi vì nó cung cấp lượng điện rất lớn, giá điện sẽ hạ xuống. Đến lúc tiền điện mỗi gia đình chúng ta sẽ giảm xuống. Nhưng điều chúng tôi thấy lại là 90 tỷ tệ, khoảng 300.000 tỷ đồng, đầu tư xây dựng đập Tam Hiệp, mực nước thượng du dâng lên, ngập đất đai khiến rất nhiều hộ phải di dời. Chính quyền nói rằng phí di dời mỗi hộ là 30.000 tệ, khoảng 100 triệu đồng, cuối cùng chỉ có một bộ phận nhận được 10.000 tệ, khoảng 33 triệu đồng, còn lại chẳng thấy tăm hơi. Còn giá điện từ khi tôi học cấp 3 đến nay hoàn toàn không thấy giảm, trái lại hàng năm đều tăng. Đập Tam Hiệp đem lại tai họa, điều này đã được Hoàng Vạn Lý tiên tri cảnh báo, đến nay 11 điều đều đã ứng nghiệm rồi. Vùng châu thổ Trường Giang vốn chủ phú, hiện nay xem ra đã gần cạn khô. Thiên thời, địa lợi nhân hòa hay là dưới góc độ phong thủy mà nói thì đập Tam Hiệp đã áp chế long mạch Trung Quốc quá lâu rồi. Còn dưới góc độ khoa học tự nhiên mà nói, tai họa tự nhiên do đập Tam Hiệp đem lại quá nhiều. Hoặc dưới góc độ nhân tâm mà nói, đập Tam Hiệp hoàn toàn là con trùng hút máu, gây họa cho người Trung Quốc. Cộng thêm khả năng động đất mà dự ngôn nói đến thì thật khủng khiếp. Quan trọng hơn là các cơ quan truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc nói công trình Tam Hiệp của vấn đề là sự chuẩn bị để đổ trách nhiệm cho người khác, cũng giống như chiêu bài, mọi người đều nói thì đúng, cũng thành sai, sai thành đúng, vậy nên đập Tam Hiệp vỡ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tư tưởng nhân định thắng thiên chỉ là si tâm vọng tưởng của thuyết vô thần do Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền. Người dân Trung Quốc cần phải đòi lại non xanh nước biếc của dân tộc Trung Hoa. Người Trung Quốc phải tự cứu lấy mình. Vì thế Trung Quốc rất sợ đập Tam Hiệp bị vỡ. Thưa quý vị, trong các bản tin tiếp theo chúng tôi sẽ đi sâu về con đập Tam Hiệp cho quý vị được rõ và nước nào trên thế giới là nước mà dám đánh sập con đập Tam Hiệp này của Trung Quốc và Trung Quốc bảo vệ con đập Tam Hiệp này như thế nào. Một siêu bão mạnh nhất trên thế giới sắp đổ bộ vào Trung Quốc.
Hiện siêu bão này đang di chuyển từ đảo Luzon của Philippines ngoài khơi Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão trên sẽ ập vào đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nhiều khả năng nó sẽ san phẳng hòn đảo này bởi vì hòn đảo trên trong quá khứ nó không phải là của Trung Quốc mà nó hoàn toàn thuộc về lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam. Chính Trung Quốc đã chiếm lấy nó về tay Bắc Kinh nên bây giờ ông trời nổi giận ra tay trừng phạt Trung Quốc. Mẹ thiên nhiên liên tục cho bão tố ập vào để càn quét không chỉ đảo Hải Nam mà một số tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây giáp với cả Biển Đông cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thông tin trên cũng đã được tờ báo của Bắc Kinh vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cũng đã cung cấp cho chúng tôi biết những hình ảnh về cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông. Thế nhưng tờ báo của Bắc Kinh lại cho rằng cơn bão mới này sẽ đổ bộ vào Việt Nam chứ không phải là đổ bộ vào phía Trung Quốc. Tờ báo của Bắc Kinh trích dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông, 99,9% nó sẽ ập vào Việt Nam chứ không đi vào lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui cho Bắc Kinh nhưng lại là tin không vui cho Việt Nam, nước láng giềng thân cận với phía Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang nói rằng nếu như cơn bão mới này ập vào Việt Nam có cần chứ Trung Quốc ủng hộ gì thì hãy lên tiếng, Trung Quốc sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng thưa quý vị, trong quá khứ cũng như là thời điểm hiện tại, dù Việt Nam là một nước nhỏ bé, kinh tế vẫn còn đang trong quá trình phát triển, nhưng Việt Nam của chúng ta luôn tự lực tự cường cánh sinh, chứ không nhờ cậy vào phía Trung Quốc. Bởi vì nếu nhờ cậy vào phía Trung Quốc, áp sẽ phải đánh đổi và trả giá cho chính quyền ông Tập Cận Bình một thứ gì đó đắt giá, bởi vì chính quyền của ông ta được cho là rất tham lam. Không bao giờ Trung Quốc lại cho không một thứ gì. Bằng chứng rõ rệt nhất là ở khu vực Đông Nam Á, có hai nước Campuchia và Philippines. Hai nước này đã nhờ cậy vào phía Trung Quốc và đã bị phía Trung Quốc lấy đi rất nhiều lô đất đẹp trên chính mảnh đất Campuchia và Philippines. Bằng chứng rõ rệt nhất là vào năm 2018 và 2019, Campuchia đã nhờ cậy phía Trung Quốc xây một cái trung tâm thể thao bao gồm điện, đường, trường, trạm và một sân vận động thể thao được cho là lớn nhất khu vực Đông Nam Á trên đất của Campuchia. Đổi lại, Thủ tướng Hun Sen đã phải lấy rất nhiều đất và căn cứ quân sự để đưa cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Trung Quốc còn ngang nhiên cho xây dựng các sân bay, bến cảng tại các khu rừng rậm của Campuchia. Trong 2-3 năm trở lại đây, chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng đem rất nhiều người dân của Trung Quốc sang đất của Campuchia sinh sống, lập ra các khu đô thị của người Hoa. Mục đích của Trung Quốc hòng chiếm đóng đất nước của Campuchia và hòng xây dựng một đế chế ở đây để khống chế khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra Bắc Kinh còn có cái âm mưu thủ đoạn khi khống chế Philippines cùng đường đi nước bước như thế. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đầu tư tiền bạc để xây dựng điện, đường, trường, trạm, cứ như là mạng lưới điện quốc gia cho Campuchia. Đổi lại, Tổng thống ông Duterte sẽ là tay chân và là tay sai của chính quyền ông Tập Cận Bình. Đây chính là lý do vì sao một số vùng biển của Philippines đã thuộc về phía Trung Quốc trong những năm vừa qua. Và chúng ta chỉ cần nhìn nhận hai vấn đề ở Campuchia và Philippines để thấy rõ bản chất và bộ mặt thật của phía Trung Quốc, để các nước nêu cao tinh thần cảnh giác đối với Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, liên quan tới áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở ngoài khơi Biển Đông và khả năng cao sẽ là mạnh thành siêu bão lớn nhất trên thế giới, lên tới 99%. Điều này đã được các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Indonesia, Singapore, trong đó có cả Việt Nam. Việt Nam cũng đã đưa ra thông báo cảnh báo khi nói rằng hiện tại trên Biển Đông, biển đang động rất mạnh, khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sóng biển dâng lên rất cao, đề nghị tàu thuyền phải tìm nơi tránh trú ngay lập tức bởi vì bão đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Tâm điểm của bão mới này đang có gió giật rất mạnh và nếu như cơn bão này đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục bị nhấn chìm và ngập lụt. Theo cơ quan cảnh báo động đất và thiên tai Trung ương Trung Quốc cho biết, nếu như cơn bão này ập vào Bắc Kinh, lũ ống lũ quét sẽ tiếp tục đổ dồn dập từ thượng nguồn con sông Dương Tử, con sông Mê Công và con sông Hoàng Hà đổ về hồ thủy điện đập Tam Hiệp và nhiều khả năng đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ không chịu được áp lực nước, dần dần vỡ và khi nó vỡ, một điều tồi tệ và kinh khủng nhất trong lịch sử loài người sẽ xảy ra đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy, cơ quan cảnh báo động đất và thiên tai phía Trung Quốc đã phải phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp độ đỏ cấp độ cao nhất cho các cơ quan ban ngành, cho các lực lượng chức năng cùng người dân của Trung Quốc đại lục có những phương án tốt nhất để đề phòng chống lũ lụt, bởi vì nhiều khả năng cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông sẽ đổ bộ trực tiếp vào phía Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm 2022 là một năm đại họa của Trung Quốc, quả đúng là không sai. Những lời cảnh báo, những lời tiên tri hay những điểm báo liên tục ứng nghiệm thực tế đối với kẻ trực quốc trong suốt đầu năm tới tận bây giờ. Trung Quốc cứ liên tục hứng chịu nhiều điều tồi tệ và tối tăm trong năm 2022. Bão cũ chưa qua, nay bão mới lại tiếp tục hình thành và ập vào, khiến quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh liên tục bị phong tỏa. Chính quyền của ông Tập Cận Bình trong suốt hơn 3 tháng vừa qua ăn không ngon, ngủ không yên vì bão tố, mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục càn quét Trung Quốc tới tận bây giờ, chưa buông tha và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chỉ trong vòng hơn 100 ngày vừa qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu 12 cơn bão siêu mạnh và 3 trận động đất mạnh khiến cho tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc bị vùi dập. 6 trận lũ quét và sạt lở cùng lũ lụt xảy ra khắp các tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Tất cả các điều trên cho thấy rằng bề trên vẫn đang tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc. Và những cái nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật vẫn đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì chính quyền của ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho thế giới, cũng như những chỉ đạo, những đường hướng của ông ta hoàn toàn sai lầm đối với các nước láng giềng xung quanh mình. Tuy nhiên, có một điều cực kỳ tồi tệ đó, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp việc mưa to, gió lớn, động đất ở Trung Quốc mà vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, đánh nhau với cả một số nước trong khu vực. Đặc biệt là đi xâm chiếm lãnh hải ở ngoài Biển Đông, gây ra rất nhiều mối quan ngại cho tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Và đây chính là nguyên nhân vì sao mà mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc để dạy cho chính quyền ông Tập Cận Bình bài học đau thương và để cho chính quyền của ông ta không đi gây gổ, đi gây hấn, bắt nạt các nước trong khu vực. Kính thưa quý vị, liên quan tới áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão ở Biển Đông, tờ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam cho biết chi tiết như sau. Dự báo thời tiết hôm nay, một vùng áp thấp đã hình thành ở vùng biển Philippines, dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão và di chuyển mạnh vào Biển Đông trong một vài ngày tới. Hai ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết ở vùng biển ngoài khơi Philippines đã hình thành một vùng áp thấp. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì vùng áp thấp này tiếp tục có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và thành bão. Dự báo vào giữa tuần này, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão, di chuyển về phía đất liền của Trung Quốc, chứ không phải là vào nước ta. Dự báo trong tuần này, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ và vừa ở một vài nơi vì áp thấp nhiệt đới nêu trên. Kính thưa quý vị, thông tin trên cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay liên quan tới tình hình mưa bão ở Trung Quốc hay tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới. Đặc biệt, tình hình về áp thấp nhiệt đới đang hình thành lên bão ở khu vực Biển Đông. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang hết sức rối ren. Đây là một sự thật chứ không phải là một tin không chính xác bởi vì rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như tờ báo của Trung Quốc trong những tháng ngày vừa qua đưa tin về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc. Hiện tại thì Trung Quốc đang tiếp tục gánh chịu những trận mưa to đến rất to ở các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, An Huy gây ra ngập lụt ở khắp mọi nơi. Tất cả những nơi được cho là đẹp nhất của Trung Quốc đang bị ngập sâu từ 2 tới 3 mét. Những ngôi nhà cao tầng và rất đẹp trước đây bây giờ chỉ còn cái nóc mà không bị ngập. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng là bức ruột, nhưng họ không biết phải làm sao bởi vì mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Bởi vì trong những tháng ngày vừa qua, chính quyền ông Tập đã đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi gây gổ đánh nhau với các nước láng giềng. Đây chính là tội lỗi mà Trung Quốc bây giờ phải đền tội bằng cách thiên nhiên ra tay trừng trị, chứ không một nước nào dám động vào Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Bắc Kinh là một trong những chính quyền rất liều lĩnh. Họ bất chấp cả luật pháp quốc tế, bất chấp cả công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc để đem tàu chiến, đem giàn khoan đi ra khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông. Ngoài ra, họ còn cho tiến hành xây 7 hòn đảo phi pháp để đạt các căn cứ quân sự hòng thôn tính vùng biển này về cho Bắc Kinh. Đây chính là những bước đi ban đầu mà chính quyền ông Tập Cận Bình định xây dựng cho Trung Quốc đại lục trước khi trở thành siêu cường của thế giới, vượt cả Mỹ, cả Nga.
Kính thưa quý vị, mặc dù đã trải qua hơn 100 ngày mưa to gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập thì con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ. Nhưng hiện tại, mực nước tại hồ chứa con đập này đã vượt mức báo động đỏ lên tới trên 10 tỷ mét khối nước. Người ta cho biết đập Tam Hiệp đang xả lũ tới 19 cửa xả trong tổng số 30 cửa xả. Tất cả các vùng hạ lưu trên con sông Dương Tử đang bị nhấn chìm. Các chuyên gia nhận định trong 2 ngày tới đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục phải mở thêm 3 đến 4 cửa xả nữa. Bởi vì mưa lũ vẫn đang tiếp tục đổ dồn từ thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong. Đặc biệt là con sông Mekong được cho là phía Trung Quốc đang tàn phá con sông này. Bởi vì theo một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng thì chính quyền ông Tập Cận Bình trong những tháng vừa qua đã phê duyệt 8 dự án xây đập chắn ngang con sông Mekong, một trong những con sông được cho là lớn nhất ở khu vực châu Á. Nó đang chảy qua 10 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Đây chính là lý do vì sao mà nguồn nước tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những cái đợt lũ hay hạn hán mà con sông Mekong gây ra. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn cung cấp tiền cho chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia xây dựng 14 con đập chắn ngang con sông Mekong. Quý vị cứ thử hình dung mà xem, một con sông có quá nhiều con đập chắn ngang thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng chảy, dòng nước của nó như thế nào. Nhất là Việt Nam chúng ta có dòng chảy ở vùng hạ lưu mà thượng nguồn phía Trung Quốc, Lào, Campuchia đều cho xây dựng đập. Các con đập này đều phát sinh từ phía Trung Quốc mà ra. Qua đây chúng ta có thể hình dung rằng người đứng đầu chính phủ Trung Quốc Tập Cận Bình có những âm mưu và nham hiểm như thế nào. Ông ta không chỉ xâm chiếm vùng Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, mà ông ta còn cướp ngay các dòng sông chảy qua nhiều nước như sông Mekong và sông Hồng, cũng như sông Hoàng Hà. Đây chính là tội ác mà ông ta phải trả giá khi mà mẹ thiên nhiên đấng tối cao, Đức Chúa Trời nổi dậy và nổi giận. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục đón nhận một tin được cho là vô cùng đau buồn và đen tối. Hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một tờ báo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, tại tỉnh Vân Nam đang xuất hiện những trận mưa to đến rất to cùng lũ quét, vòi rồng và sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là một khu du lịch nổi tiếng khét lẹt trên toàn thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn có niên đại lên tới 2.000 năm cũng đang bị nhấn chìm bởi nước lũ. Hiện mưa lũ ở đây vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm bởi vì theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết, tỉnh này đang xuất hiện những trận mưa dồn dập mà ở tỉnh Vân Nam, Hồ Bắc chuyển sang. Đây chính là lý do vì sao khu Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn chưa mở cửa trở lại để đón du khách. Người ta cho biết thiệt hại ban đầu không thể đong đếm được bằng tiền. Bởi vì khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn của phía Trung Quốc được cho là một nơi rất đẹp, có thiên nhiên hùng vĩ, cảnh tượng ở đây thì nên thơ. Tuy nhiên, trong những tháng ngày vừa qua, không có một người nào đến đây để du lịch bởi vì điện, đường, trường, trạm thì bị phong tỏa, sân bay, bến cảng thì bị cô lập, mưa lũ nhấn chìm toàn bộ những ngôi nhà kiên cố được xây dựng hàng trăm năm ở đây. Các chuyên gia, chuyên nghiên cứu về lịch sử, chính trị, văn hóa của Trung Quốc cho biết, Trung Quốc phải mất một thời gian khá dài để khôi phục lại khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, bởi vì trong những tháng ngày vừa qua, mưa lũ đã càn quét toàn bộ khu vực này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm 2022 là một năm đại họa của chính quyền ông Tập Cận Bình khi mà từ dịch bệnh Covid-19 tàn phá đến năm nay thì mưa lũ phong tỏa, bão táp, những trận động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục xuất hiện tại 28 tỉnh thành. Trung Quốc chỉ có 31 tỉnh thành nhưng có tới 28 tỉnh thành đã bị vùi lấp, thế nên chúng ta có thể dễ dàng hình dung rằng đất nước của Trung Quốc đang gặp tai ương vạn gió như thế nào. Người ta cho biết đây chính là nhân quả báo ứng mà trời và đất đang ra tay trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Họ cho biết những tháng còn lại năm 2022, Trung Quốc còn tiếp tục đón nhận nhiều tin đen tối và đau buồn nữa. Họ cho biết có thể có một dịch bệnh còn kinh khủng hơn cả dịch bệnh Covid-19 sẽ xuất hiện tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc sau khi mưa lũ chấm dứt. Điều này được cho là đúng với quy luật của tự nhiên và tạo hóa, bởi vì sau những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập thì mực nước tại các con sông cũng như những vùng ngập lụt sẽ rút đi và để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề, đặc biệt là dịch bệnh. Kính thưa quý vị, mới đây thì mưa lũ dữ dội đã càn quét ở Hà Nam, khiến hơn 350 người chết và mất tích. Chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết lũ lụt do mưa lớn tại tỉnh miền Trung của Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 302 người và 50 người khác vẫn đang mất tích. Tính đến nay, lũ lụt đã làm chết 302 người ở Hà Nam, trong khi đó 50 người khác vẫn mất tích.
tỉnh trưởng Hà Nam Wang Kai cho biết trong một tuyên bố. Thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trịnh Châu, nơi có 292 người chết và 47 người khác vẫn mất tích. Lũ lụt do mưa lớn đã xảy ra ở Trịnh Châu vào giữa tháng 7, khiến nhiều đường phố ngập lụt, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố chìm trong nước. Những hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm ngập nước đã gửi lời cầu cứu qua các đoạn video. Chính quyền địa phương cho biết 14 hành khách đã thiệt mạng. Một số thành phố lân cận quanh tỉnh Trịnh Châu cũng trải qua lũ tương tự. Kính thưa quý vị, có một cái tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được, đó là tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Afghanistan. Hơn 100 nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Số nạn nhân tử vong vì lũ lụt trong tuần qua ở tỉnh Nuristan, miền đông Afghanistan đã tăng lên ít nhất 113 người, trong khi hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Trong vài ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt ở huyện Khamdes thuộc tỉnh hẻo lánh Nuristan do Taliban kiểm soát, cách thủ đô Kabul khoảng 200 km về phía đông bắc. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được triển khai. Abdul Samad Zabi, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan cho biết hơn 170 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn, ảnh hưởng đến khoảng 300 hộ gia đình, 34 người đã bị thương do ngập lụt, lở đất và con số này có thể tiếp tục tăng lên. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Afghanistan, lũ lụt cũng đã phá hủy một cây cầu lớn trong huyện Khamdes, khiến công tác hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, nơi ở tạm thời và dịch vụ y tế cho các nạn nhân bị đình trệ. Ông Tamim Azumi, phát ngôn viên của Bộ Quản lý Thiên tai Afghanistan chia sẻ, thật không may vì khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, chúng tôi không thể cử các đội cứu hộ cấp tỉnh đến khu vực này. Tuy nhiên, các nhóm từ Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan đã đến khu vực này để đánh giá thiệt hại và triển khai những hoạt động hỗ trợ cần thiết. Nhân viên Liên Hợp Quốc cũng đang cố gắng tiếp cận khu vực này để cung cấp các hỗ trợ bao gồm cả nước sạch. Taliban đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ nông thôn rộng lớn và cửa khẩu biên giới quan trọng tại Afghanistan khi các lực lượng quân đội nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi Afghanistan và việc rút quân này hiện đã gần như được hoàn tất. Afghanistan thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, gây thiệt hại về nhà cửa, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng công cộng. Hơn 150 người đã thiệt mạng ở 13 tỉnh của nước này do lũ quét. Theo đại diện của Liên Hợp Quốc, sau nhiều thập kỷ xung đột cùng với tình trạng suy thoái môi trường và chi phí đầu tư không đủ cho việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, người dân Afghanistan ngày càng dễ bị tổn thương trước các thảm họa môi trường. Trung bình mỗi năm, thiên tai ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người trên toàn Afghanistan. Và cũng mới đây thì lũ lụt tàn phá nước Bỉ lần thứ hai chỉ trong hơn một tuần. Kính thưa quý vị, nước Bỉ đã phải hứng chịu lũ lụt lần thứ hai chỉ sau hơn một tuần. Các tỉnh như Namur và Oulun Baran, đông nam Brussels là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại thành phố Dinan thuộc vùng Walloon, khu vực chủ yếu nói tiếng Pháp ở miền Nam, chiếm 55% diện tích và 33% dân số toàn nước Bỉ. Lượng mưa rất lớn đã cuốn trôi nhiều ô tô, khiến một lượng lớn xe hơi nằm ngổn ngang trong khắp thành phố. Phó thị trưởng thành phố Dinan, ông Robert Closet cho biết không có trường hợp tử vong hoặc bị thương nào được báo cáo, nhưng tình trạng lũ lụt diễn ra tồi tệ hơn so với bão lũ vào tuần trước. Lực lượng nhân viên cứu hỏa địa phương đã được triển khai để giúp đỡ người dân. Ông Crossit nói với hãng tin AP, tôi đã sống ở đây cả đời và chưa từng thấy tình trạng mưa lũ nghiêm trọng như vậy trước đây. Chính quyền thành phố Lyghi, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vào tuần trước, cho biết nước trên các con sông dự kiến sẽ không tràn bờ đáng kể vào cuối tuần này và chưa cần phải sơ tán dân cư sinh sống ở khu vực thành phố. Hơn 210 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Tây Âu vào tuần trước, trong đó phần lớn các trường hợp thương vong diễn ra ở Bỉ và Đức. Chi phí khắc phục hậu quả của mưa lũ dự kiến lên tới hàng tỷ euro. Nhiều nhà khoa học cho rằng đợt mưa lũ nghiêm trọng nói trên là do hậu quả của biến đổi khí hậu và cảnh báo những trận bão lũ tương tự sẽ diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong tương lai. Do đó, các quốc gia phải thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan này, bao gồm việc kiểm tra lại các tính toán rủi ro lũ lụt, chuẩn bị tinh thần và điều kiện phòng chống bão cho người dân và cải thiện hệ thống cảnh báo lũ.